Ở kia có xe địa hình nhưng đấy biết có xe mượn không? Xe địa hình đi sướng hơn. Nhớ chỗ quay về giả xe nhá. Kéo xem cái bản đồ, xem cái bản đồ ra cầu chùa giả xe. Xong có đường này nè.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.